Hello, em bảo vẫn biến chào toàn thể các bác quay lại với bạn đang bảo đọc và bảo đọc TV nhá. Hôm nay là 30 Tết rồi, nhưng mà cản phấn thì vẫn phải làm, vẫn phải ở lại trại không về được các bạn. Tết này không về. Này phấn này, một bạt, bên này một bạt nữa này. Này, đang ở nhờ gần nhà ông được. Thì chia sẻ với các bác vấn đề này, hôm qua có em hỏi là ở ngoài quê bây giờ ngoài Bắc ấy nó lạnh thế này thì ong ve nó không đi làm được, với lại hụt nguồn ấy. Có nên cho con ong ăn vào tầm này không? Thì chia sẻ với các bác là lạnh thì lạnh thôi, bình thường thôi, lạnh vẫn phải cho ong ăn, ong nó càng cần phải ăn, nhưng mà bây giờ chúng ta phải cho nó ăn cái kiểu đúng cách. Nếu các bác có mật ấy, cho ăn cũng được, hoặc có đường chúng ta pha vào cũng được, nhưng mà tốt nhất chúng ta pha đường thôi các bác nhé. Cái tầm mùa rét này chúng ta pha đường thôi, nhưng mà sao các bác phải cho nó ăn vào ấy cái thời điểm sớm một tí. Nhưng mùa này rét, mùa này thì ong không làm đâu, thì chúng ta cho ăn sớm một tí và các bác pha với nước ấm nhé, cộng với cái thuốc bổ như là luchi hoặc là luchi này hoặc là abinvic ấy. Đấy, chúng ta cho nó ăn thuốc bổ vào để nó kéo dài tuổi thọ và cho ong nó khỏe mạnh hơn. Nếu tầm này ngoài Bắc các bác nó rét thế này thì các bác phải cho nó ăn đấy. Còn các bác xem là ong nó vào ruột ấy, các bác để ý là ong của bác nó vào ruột nhá, tức là nó đang có trứng nở ấy và đang lên trùng ấy, mà các bác thấy là phấn ấy, cái cầu phấn nó ít là các bác phải đắp bột vào cho nó ăn. Bột là gì? Phấn này này, như cái phấn hoa cà phê này cộng với bột đậu nành đấy, rồi các bác trộn là đắp bột cho nó ăn, kéo chỉ hoặc là đắp bao cũng được để bổ sung cho nó, chứ không là nó gấp hết trùng đi đấy. Lạnh này nó gấp hết trùng đi đấy, nó không có thức ăn là nó gấp hết đi, coi như là chúng ta mất ruột, mất thế hệ đấy. Còn cái việc mà cho ông ăn ấy thì thường nhá là các bác sẽ cho nó ăn vào buổi tối, nhưng mà ấy, cái thời tiết lạnh như thế này nó không đi làm ấy, không sợ nó cướp ấy, thì các bác cứ cho nó ăn vào tầm khoảng ấm ấm được, thậm chí là nhiều bác cứ buổi trưa cho ăn được, nhưng các bác vẫn phải pha nước ấm nhá, pha đường, siro đường, nước ấm cộng với bò húc, các bác hiểu chưa, cho một ít muối vào, muối ấy và vitamin C cộng với cả các bác cái minvic ấy, cái minvic các bác nhá, hoặc là luchi, để cái loại mà dành riêng để pha siro ấy là các bác cho nó ăn tầm đấy. Thì mỗi một đàn ấy thì các bác chỉ cần cho nó ăn khoảng tầm khoảng 200 ml thôi, tức là một xị thôi đấy, các bác chỉ cho ăn một xị thôi, không cho ăn nhiều, nhưng mà các bác cho ăn đều là được đấy. Khi thời tiết ấm lên thì thôi, con ong thấy đi làm được thì thôi, còn nếu mà con ong mà vẫn cứ ở trong tổ lạnh rét, thời tiết dưới 14 độ C trở xuống là các bác cứ phải cho ăn, tại vì cái thời tiết mà dưới 14 độ nó con ong không đi làm đâu đấy. Các bác thấy ong của mình thì ở đây nhá, ở thành phố ở Đắk Lông đây, nhưng mà tầm này nhá là bây giờ là mấy đồng hồ, bây giờ là 9 giờ rồi mà con ong mới làm đấy. Tức là nó lạnh thì nó lạnh, nó không khí lạnh nó bị ảnh hưởng của miền Bắc của các bác, nó dồn vào khu vực Tây Nguyên, mà trong mình còn bị ảnh hưởng nữa. Ong thậm chí là chết nhiều nhá, ong chết hơi bị nhiều luôn đấy. Các bác có thể nhìn thấy là mình vứt trên nóc thùng này này đấy, lạnh là chết đấy, ong non đấy. Còn các bác ở ngoài Bắc là chúng ta phải lưu ý đấy, tầm này ấy. Con ong thì nó lạnh thì các bác mình đã nói nhiều lần rồi, không đi sưởi đâu, chúng ta không thể đốt than hay đốt lửa mà sưởi nó đâu đấy, chúng ta chỉ có xử lý ủ ấm cho nó, hạn chế cho nó đi ra ngoài thôi đấy. Chỉ cho nó ăn bổ sung vào, chứ còn bây giờ các bác đừng có nghe người ta bảo là mùa này không cho ăn được, mùa nào cũng cho ăn được hết. Thời tiết lạnh thì chúng ta lấy nước ấm, nước ấm các bác nhá đấy. Dùng cái máng ấy, đừng có dùng máng inox, chúng ta dùng cái máng nhựa ấy, máng cho ăn ấy. Chúng ta có thể dùng cái máng lõm được, hoặc là dùng cái máng để trên xà cầu cũng được đấy. Máng cổ vịt ấy được, cho ăn kiểu để cho ăn uống nước ấy cho ăn được đây. Ong của mình thì nói chung mùa này thì đẹp rồi, mùa này thì tuyệt vời rồi. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Đọc TV nhá. Nhớ đấy, chia sẻ với các bác những cái điều này, thì các bác muốn xem những video mới thì chúng ta đăng ký. Còn các bác muốn mua phấn này, muốn mua phấn này thì cứ liên hệ số điện thoại các bác này nhá. Này, Zalo, Facebook. Rồi, ok, chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé.